Trong thế giới hối hả ngày nay, việc tìm thời gian để kết nối với thiên nhiên có thể dường như là một điều xa xỉ. Nhưng nếu chúng ta nói rằng trở về với thiên nhiên không chỉ là một cách trốn thoát, mà còn là một cách làm phong phú cuộc sống của chúng ta một cách sâu sắc. No, these are male, Johnny. Wow. Half a fish. Fish này chắc cũng cỡ mấy pound ha? 10 pound. Đêm qua đây sẽ có show đàng hoàng. And what do you call it? No show? No show wine show? Luau sẽ đây. Và trong video tuần này, Sinh Giải cùng theo Khang và gia đình mình đi cắm trại tại đảo Catalina Two Harbor Campground. Và mình đã làm gì trong những ngày cuối cùng của buổi cắm trại trở lại thiên nhiên? He might bleed. Good morning. Good morning. Good morning, little kid. Good morning. Good morning, little kid. Mẹ đi về nó cho mình được. Không ai cho tiền hết. Hello, hello. Hôm nay là ngày thứ hai nè. Hôm nay mình sẽ làm gì? Rất là nhiều plan. Ăn và ngủ và đi bơi. Ấm con sóc hả? Xong. Này là ốc hôm qua nè. Mình có nướng một con rất là lớn á. Ăn rất là ngon. Oh wow. Ốc này cho đi lặn để bắt được nè. Ốc này là ốc gì James? Ốc voi hả? No, ốc nón lá. Ốc nón lá. Yeah. Nhưng mà mấy con này mình phải ăn lớn à. Này cho này bắt nhỏ quá nhưng mà thấy như con này lớn nè. Wow, thấy không? Tối hôm qua mình ăn nè, rất là ngon nè. Mình luộc lên. Mình luộc dưới lá chanh nữa. Yeah. Chấm mắm. Chấm muối chứ. Muối. Rất là ngon mọi người. Nhưng mà phải clean ra không thôi, ăn đắng lắm. Ok cả nhà, hôm nay là ngày thứ hai. Hôm nay một lần nữa mình đi ra mình bắn cá nè mọi người. Hôm nay mình cái mục đích của mình, mục tiêu của mình là tìm cá nè. Để coi có gì không. Tại vì mỗi lần thay đồ này cũng hơi mệt lắm. Ok. Và bây giờ mình sẽ bước ra nè, sẽ khán giả gặp ở ngoài nước. Nếu mà ai muốn đi bắn cá thì phải cần làm cái gì? Sau những năm tập bắn cá, Khang cũng có một vài chia sẻ. Đó là mình phải có đồ lặn nè. Mình phải biết lặn xuống và lặn lên. Và sau đó mình sẽ mua một cái khẩu súng bắn cá, cũng cỡ 300-400 đồng. Không rẻ đâu mọi người. Và mình phải biết cách vừa bơi và bỏ cái cây sắt vào. Và sau đó mình kéo khẩu súng. Sau đó mình lặn xuống càng sâu càng tốt. Mình nằm im. Không có gì hết thì mình bơi lên lại. Bơi xuống, bơi lên, bơi xuống, bơi lên. Đến lúc mình thấy một chú cá nào và sau đó mình bắn. Nhưng mà nhớ năng, đừng có bắn lật đật quá. Khi mà bắn lật đật sẽ bị khủng. Và hôm nay thì đặc biệt Khang bắn được một vài chú cá nhỏ nhỏ. Thì trong đầu mình cũng nghĩ chắc cũng đủ rồi.
để cho một bữa ăn trưa. Nhưng mà hôm sau mình xuống lần cuối thì mình đã gặp một chú cá ở đây, rất là lớn khổng lồ, bơi từ ngoài xa vào để kiếm ăn. Looking at you. Tự bay đi. Không biết nữa. Cái này là sheep head nè mọi người. Sheep head là tại vì cái đầu nó có cái răng như con cừu vậy á. Sheep head. Nó chết rồi. Wow. Mắt nè. Mắt nó lòi ra. Bây giờ mình sẽ chờ sushi chef. Sushi chef. Sushi chef sẽ làm đồ ăn cho hôm nay. Ăn chưa? That's a little bit bigger, right? Remember that one time? It might be pregnant. I brought like no, two. These are male, Johnny. Sheep head is male. Why is male? Wait, do we have anything yet today so we can throw it away after? Just use a foil. The pooping can. You get the gut can? No. YouTube sensory. Shot of halibut? Yep. Đi thịt raw nha, cái này là chưa có nấu, ăn sống luôn. Mua nhà, ăn kiểu nhà, kiểu gia đình Việt Nam nè. Thì chắc cũng cỡ 6 giờ mấy á. Tự nhiên mình nghe người nào nói, oh shoot, là mới lộ mà bên kia cũng có cái thùng đá, bên mình cũng có thùng đá. Oh shoot, thảm mệt. Taco? Yeah. Sashimi and taco. Sushi. No, we're just gonna get half super? Of it. We get half of it and for the fish taco, the other half is steam it and the rest there we Này là sếp chính, này là sous chef này nhiều chuyện nè. Sếp chính sẽ... You need to gut it though, that's the thing. That's what I'm saying. Need to find the place and gut it. Tell me you cut the head off it and gut after? No. Cũng có sous chef thứ hai này cũng nhiều chuyện nữa nè. Nhiều chuyện. Did it Chef in training. Chef in training. Master sushi chef. Free kayak, mom. She's sleeping. She was sleeping in the kayak. Yeah, I think there's another. Oh, look at all the poop. Maybe we just mix it. Oh. Because there's still, I think, another two bags in the cooler. But I don't think we need all of that right now. Check it out. Whoa. What is in this fish? Bad. I need to go buy another mask with a GoPro on it. I didn't really record anything. No? I didn't record after I caught it. Oh, there's a lot of meat. Eat. Vegan. Vegan. Go. Yeah, đến giờ ăn trưa nè mọi người. Mà mình có đem miếng tôm hùm từ nhà lên nữa. Hôm nay bắt được 5 người rồi. Năm ngoái mình bắt được, năm ngoái giờ mình đem đi theo ăn.
half a fish. Fish này chắc cũng cỡ mấy pound ha? 10 pound. Okay. So cá này mình bắn lúc đầu là mình cũng định vô rồi. Mới thấy con này nó bơi vô. Nó vô nó kiếm đồ ăn. Và sau đó mình đi theo nó, mình không bắn liền. Chờ đúng cái bắn. Bắn như từ bên kia rồi. Bên này qua đầu luôn. Qua cái miệng vậy dạ. Bắn từ bên kia ra miệng đúng rồi. Tại thường thường nếu mà bắn gần cái đầu thì cá nó sẽ chết liền. Chứ con cá này mà nó không chết nó sẽ kéo dễ. Con này con cá Opal Eye tại vì cái mắt màu xanh. Yeah, you guys can eat your quesadilla first. Mấy cá này thì dễ rồi. Yeah, right here. The thing is, this lure is hard to see how. Mấy cá này mình sẽ hấp lên. Whoa, what is it? This is perch, right? This is a perch. I don't remember. Striped perch. Striped perch. That's opal eye. Yeah, if you want, it's around there, okay. This, they are this side. Oh, do you want a flower? Hot dog, mình bỏ vô sesame siao. Oh, why you throw there? So whoever wanted the hot dog, they just nướng like that. We just cook the shrimp. And miếng cá kia mình sẽ hấp hấp nè. Then. Yeah, I think this one good now, Khan. You wanna cut it up? This is raw nha. Cái này là chưa có nấu. Ăn sống luôn. Dai thôi, không có tan. There you go. Same thing. Same thing. Fish that they have live. You don't wanna cut them up. You cut the. Stuff it inside. Oh, stuff inside. Là lá chanh Thái. Yeah, and salt. Đang làm taco, fish taco. Sheephead fish taco. Do you want to just Thì Khang cũng ước trong cái phần video này khán giả đã được xem cách nào mình đã chuẩn bị cái con cá có như gần 10 pound, con cá sheephead mà mình đã bắn tại đảo Catalina. Và cái phần video này cũng đã dài rồi, Khang cũng mời mọi người ở lại cùng gia đình Khang ăn trưa nè và xem phần video kế tiếp. Mua nhà, ăn kiểu nhà, kiểu gia đình Việt Nam nè. You can join us if you want. Delicious feast. Ăn không? Lên ăn nè. Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình. It's a problem when you have too much food to eat. You like poor, nghèo, 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 and sau đó trúng số đầu đất, không biết làm gì hết luôn. We're gonna have a feast tonight. Just trash bag. Yeah, can you open those two?
Vấn đề của nhà giàu. Cá này hồi xưa lẽ là ngon, bây giờ không ai thèm nữa rồi. Blue eye nè, Oppo eye. Mà tại mình bắn mấy cá này trước rồi cho nên mình phải dùng. Not wasting it. Và đây là những chị đầu bếp. Chị này cũng là đầu bếp nè, chị này được nhận vô đầu bếp. Em Hả? Đúng. Fish taco, leave in one big piece or cut into smaller pieces? Cái hấp luôn hả Thomas? Yeah, hấp luôn. The water done? Đủ đồ ăn taco. Yeah. Có chứ. Đây còn nhiều mấy con là. Nhiều cá nữa đang, mấy con chim này đang hửi đồ ăn ngon của mình nè. Nó đang chờ, không ai nhìn nó sẽ nhảy vô đây. Nó sẽ nhảy vô lửa ăn cá luôn. Bây giờ, đến giờ rồi. Mình sẽ đem con heo ra. Wow, con heo biển. Và bây giờ đó, hai anh chàng này sẽ cởi áo ra nhảy điệu Hawaiian. Và sẽ đem qua đây sẽ có show đàng hoàng. Này, what do you call you? Those show, those Hawaiian show. Luau sẽ đây sẽ có. Oh, the rest of the fish. I told you, use your finger. It's a luau. Giờ đến giờ rồi, mình sẽ có ăn gì đây? Những cái món ăn chưa biết được. Wow, hôm nay sẽ có gì ăn gì đây? Bữa cắm trại. Đang luyện tập nè. Món ăn này từ của những người pilgrim. Cá, tôm, bắp. Và hôm nay mình sẽ ăn fish taco nè cả nhà. Mình có cơm nè, chanh, bắp, cá. Tortilla. Ok, let's eat camping. Chị nào mới mở cá ra nào? Chưa mở hả? Đây là tôm, nhiều loại tôm. Cái này chắc lấy cái fork mix lên chút, tại vừa hôm nãy đổ hết mấy cái. Maybe take this out, Thomas. Don't put it on here. Cái cho nó burn rồi. Cái gì? The foil paper. Mua nhà, mua nhà. Ăn kiểu nhà, kiểu gia đình Việt Nam nè. Chỗ mới nhưng mà đồ ăn cũ. Ok, review. Review con heo. Con heo nướng. Heo nướng, ở này là con cừu nướng chứ. Sheep. Cừu biển. Sheep head. Đây là cừu biển nè. Wow. Can I pick up and eat ya? Feels like all it's not cooked. Okay, let's eat. Thì dạy phải ăn mấy miếng nữa mới biết. Ai nói đi cắm trại là không có đồ ăn ngon. Ngon hơn ở nhà luôn. Who still need a plate? Everything's from the ocean, guy. Even the meat too. The bison. The bone. Whoa, đảo Calida. Cá của đảo Calida. You guys watch. Và trong cái video này mình đã chứng tỏ rằng đi cắm trại cũng có thể ăn rất là ngon hơn là khi mình ở nhà. Nếu mà mình biết săn bắn, còn nếu mà mình nói về cắm trại nói chung, thì cái này không phải chỉ là một hoạt động thú vị mà còn là một cơ hội để tận hưởng cuộc sống và kết nối với thiên nhiên. Ngủ tập thể. Cũng như Việt Nam ngủ trưa.
Những khán giả nào mà chưa có trải nghiệm cắm trại thì nên đi cắm trại, nhất là trong những cái mùa này, và cảm nhận những lợi ích mà nó mang lại. Xin khán giả xem phần kế tiếp nè. Mình sẽ nói về cái cảm nghĩ của mình khi mình đi cắm trại cabin tent, nhà cắm trại đã có sẵn rồi. Mình thích hay là mình không thích thì tại sao?